11 câu cửa miệng có thể phá nát một gia đình hạnh phúc. Kính thưa quý vị, nếu bản thân bạn không muốn ly hôn thì đừng bao giờ đem câu "chúng ta chia tay đi" ra mà dọa nạt đối tác. Những lời chúng ta nói với một nửa yêu thương trong lúc nóng giận có thể đem tới hậu quả vô cùng nguy hiểm và không loại trừ việc chia tay. Chúng tôi đã tổng hợp 11 câu nói có sức công phá dữ dội như thế. Đáng tiếc, đó lại là những điều mà nhiều người thường xuyên sử dụng. 1. Cụm từ làm giảm giá trị của những điều người ấy cảm thấy. Khi chúng ta nói những câu kiểu như "ồ, thần vô nghĩa" hay "đừng buồn như thế về công việc nữa", "em hay anh còn buồn bao lâu về điều đó nữa", đó không phải là cách để mà trấn an người đối diện. Thay vào đó, chúng ta đang làm giảm giá trị của những cảm xúc trong người ấy. Đối tác của chúng ta sẽ không mở lòng chia sẻ nếu những cảm xúc đó không được thừa nhận hay bị coi là nực cười. Họ sẽ cảm thấy cô đơn và oán giận bạn. Chính điều này làm cho mối quan hệ sớm tan vỡ. Vì vậy, trong một mối quan hệ, hãy cố gắng để mà hiểu được cảm xúc của đối tác. 2. Cụm từ thể hiện sự thờ ơ. Nếu một trong cả hai người trong mối quan hệ không còn quan tâm tới hành động của người kia, điều đó có nghĩa là họ đang trên đường đi tới sự đổ vỡ. Đừng buông ra những lời thể hiện sự thờ ơ với nhau. Thay vào đó, hãy lắng nghe chính mình và thảo luận cùng người ấy về những điều bạn cảm thấy. 3. Cụm từ so sánh. Đừng bao giờ so sánh đối tác của bạn với chồng hoặc vợ của người khác nếu sự so sánh không có lợi cho họ. Thay vì lấy ai đó ra làm ví dụ, hãy tập trung vào sự tích cực, những điều tốt đẹp mà đối tác của bạn đem tới cho bạn trong cuộc sống. 4. Cụm từ vơ đũa cả nắm. Cố gắng tránh những câu nói với các từ như "luôn luôn", "không bao giờ", "liên tục". Thường xuyên sử dụng những cụm từ này, bạn đang buộc tội đối tác của mình vì lỗi lầm của ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Tập trung vào hiện tại là một việc làm hiệu quả hơn và cùng nhau tìm ra hướng giải quyết. Hãy nói về cảm xúc của bạn. Điều này giúp người ấy có thể nghe và hiểu được bạn. 5. Cụm từ hạ thấp lòng tự trọng của đối tác. Tất cả mọi người, nếu không có ngoại lệ, đều cần một sự tự tin ổn định, và những cụm từ làm suy giảm điều này đều khiến họ bị tổn thương. Nếu bạn nói với người ấy bằng những cụm từ kiểu như "anh tự nhận mình là đàn ông à", hay "ai sẽ muốn anh hoặc em nữa", "chẳng ai cần anh hoặc em ngoài em hoặc anh", không sớm thì muộn cũng để người ấy của bạn tới bên người khác đánh giá cao họ. Đây hẳn không phải là điều bạn đang theo đuổi. 6. Cụm từ đe dọa sự đổ vỡ. "Em muốn ly dị", "anh muốn thoát khỏi em", "em sẽ về nhà mẹ ở". Nếu bạn không có ý định ly dị hoặc chia tay, đừng bao giờ nói những lời này. Và nói chung, không nên vội vã buông ra những lời không phù hợp với cảm xúc và mong muốn đích thực của bạn. Bởi vì trước tiên, đó là một hành động nhằm đạt được điều gì đó từ bạn đời của mình. Thứ hai, nó có thể đem tới hậu quả mà bạn chưa sẵn sàng. 7. Cụm từ thể hiện sự hối tiếc vì đã gặp hoặc kết hôn. "Sẽ tốt hơn nếu chúng ta không bao giờ gặp nhau" là cụm từ có sức mạnh hủy diệt hơn tất thảy. Ý nghĩa của cụm từ này khiến cho đối tác của bạn thấy có lỗi với những gì đã xảy ra sau khi quen bạn. Những kỷ niệm xấu trong nhận thức của bạn sẽ vượt xa điều tốt đẹp. Đừng để những lời xúc phạm như vậy được nói ra. Bạn nên tự hỏi về trách nhiệm của mình trong mối quan hệ này là gì. Sự đóng góp của bạn như thế nào vào việc làm cho mối quan hệ hòa hợp hay trở nên xung đột. 8. Các cụm từ gây ra gánh nặng cho đối tác với cảm giác tội lỗi. "Tất cả lỗi là của anh. Đó là vì em mà chúng ta liên tục cãi nhau. Nếu không vì em thì chúng ta sẽ không bị muộn". Những câu nói này không mang ý nghĩa xây dựng mối quan hệ mà sẽ lái tình hình theo hướng tiêu cực hơn. Bởi mục tiêu chính của chúng
không phải giải quyết vấn đề mà là thao túng đối tác. 9. Cụm từ làm giảm tầm quan trọng của đối tác. Em có thể sống tốt mà không cần anh. Anh chỉ vì thương hại và vì các con mà ở lại. Hay đơn giản là anh sẽ xoay sở được mà không có em. Những cụm từ này không bao giờ nên được nói ra nếu như bạn muốn giữ gìn quan hệ hiện tại. Bởi các mối quan hệ và tình yêu luôn có giá trị lớn lao, không để cân, đong, đo, đếm. Sự xung đột rồi sẽ đi qua. 10. Cụm từ mang ý nghĩa tương tự như không phải việc của em hay anh. Nếu bạn nói với người ấy rằng đây không phải là việc của em hoặc anh, hoặc rằng anh hay em không có nghĩa vụ phải báo cáo với em hoặc anh, thì họ sẽ hiểu rằng bạn không tôn trọng họ. Trong quan hệ tình cảm, không nhất thiết phải thẳng thắn tới mức thô lỗ như vậy. 11. Lời nói hay hành động cho thấy bạn không sẵn sàng giao tiếp. Khi một người đặt hàng rào với đối tác của mình bằng sự im lặng, điều đó nguy hiểm hơn bất cứ lời nói nào được nói ra. Sự không giao tiếp trong một mối quan hệ sẽ khiến cho hai người không hiểu nhau và chẳng thể tìm ra cách giải quyết những vấn đề phát sinh. Cách duy nhất để duy trì mối quan hệ đó là nói chuyện. Cho dù cuộc trò chuyện có đau đớn tới mức khó chịu thì vẫn tốt hơn là im lặng. Bởi suy cho cùng, nói chuyện sẽ tạo cơ hội để lắng nghe nhau. Năm kiểu phụ nữ khiến đàn ông mê mệt theo đuổi cho bằng được. Kính thưa quý vị, năm kiểu phụ nữ dưới đây luôn khiến đàn ông chỉ cần tiếp xúc là nhớ mãi không quên, một đời say đắm. Năm kiểu phụ nữ này khiến đàn ông càng tiếp xúc càng yêu thương say đắm, si mê, nguyện một đời gắn bó. Hấp dẫn, nóng bỏng và lả lơi. Đàn bà đẹp, quyến rũ và nóng bỏng chưa bao giờ thôi hấp dẫn đối với đàn ông, bởi đàn ông yêu bằng mắt. Thế nên, những người phụ nữ có thân hình nóng bỏng, gương mặt xinh xắn và tỷ lệ cơ thể cân đối luôn thu hút được sự chú ý đặc biệt của cánh mày râu, khiến họ mê mẩn và khao khát. Ngoài ra, đàn ông không chỉ bị quyến rũ bởi cảm xúc mà còn thường tơ tưởng tới những phút giây ân ái, nồng nàn cùng người phụ nữ mà họ nhớ. Vì vậy, phụ nữ cần biết rằng đàn ông sẽ không bao giờ cưỡng lại được sức hút cháy bỏng từ những cô nàng như vậy. Khôn khéo đúng lúc, dại khờ đúng chỗ. Đây là kiểu phụ nữ biết thông minh là thế mạnh nên phải phát huy để trở thành ưu tú hơn trong mắt đối phương. Họ cũng biết giả vờ vô tư, nũng nịu, dịu dàng, khiến đàn ông vừa thích vừa cưng chiều. Thế thì phụ nữ vừa thông minh, vừa giả vờ dại khờ một chút, sẽ khiến đàn ông vừa yêu vừa trọng. Vừa tao nhã, vừa cá tính. Phụ nữ có sức hút với đàn ông chính là kiểu phụ nữ có khí chất riêng biệt. Đàn ông luôn thích điều mới lạ, thậm chí là bí ẩn, khó đoán. Và đàn ông cũng thích nhất kiểu phụ nữ vừa tao nhã, vừa cá tính, khiến họ say mê, tìm kiếm không dứt. Cá tính ở phụ nữ không phải là nổi loạn cố chấp hay phô trương thái quá để người khác biết. Cá tính chính là điểm riêng biệt chỉ bản thân mới có. Phụ nữ làm vợ đừng để đời sống hôn nhân hay là ý muốn của chồng làm mờ nhạt đi cái tôi của mình. Là chính mình riêng biệt, không quá dữ dội, khiến chồng mỗi ngày đều thấy bất ngờ mới là thu hút nhất. Tâm hồn trong sáng. Tâm thế của bạn sẽ tạo nên cuộc sống của bạn. Cuộc sống của bạn thế nào sẽ thể hiện vận mệnh của bạn như thế. Tâm sinh tướng, tâm càng sáng trong, dung mạo càng rực rỡ. Tâm càng lương thiện, vẻ bề ngoài càng phúc hậu thu hút. Phụ nữ có một tâm hồn trong sáng, không bao giờ nhạt nhòa trong mắt đàn ông, càng theo tháng năm càng đẹp dạng người. Vừa độc lập vừa dựa dẫm. Phụ nữ thông minh luôn đủ độc lập để sống tốt cuộc sống của mình, để đàn ông bớt lo, bớt nghĩ. Nhưng họ cũng sẽ biết yếu đuối khi cần, để chồng biết họ muốn chồng ở bên, vẫn còn giá trị với chồng. Phụ nữ độc lập có thể tự lo cho chính mình,
tự làm ra tiền, tự làm vui cuộc sống của mình. Họ khiến đàn ông tôn trọng, càng yên tâm khi ra ngoài. Phụ nữ có cá tính này luôn thu hút đàn ông, dù ở độ tuổi nào. Vì đơn giản, đàn ông cảm thấy thoải mái khi bên họ, thay vì áp lực bị dựa dẫm và trách nhiệm quá nhiều.